Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ốp các vật liệu còn lại. Các bạn nhấn M trên bàn phím. Tôi sẽ ốp gỗ. Các bạn kéo ra một vật liệu gỗ. Nhấp nút lên, chuột phải, gỗ. Nhấp nút vào. Chúng ta chọn đây. Bitmask. Tôi sẽ chọn mẫu gỗ dưới này. Nhanh chóng chúng ta như shift kéo xuống. Nhấp nút tiếp vào. Chúng ta lựa đường dẫn. Các bạn kéo xuống dưới. Chúng ta chọn mẫu gỗ này cho phần bung. Tôi kết nối phần bung để tạo nổi khối. Bấm vào mẫu gỗ. Hiển thị lên. Bây giờ chúng ta chọn các đối tượng mà gắn vào. Tôi chọn cái tường này là thứ nhất. Chọn cái tường bên trong là thứ hai. Bắt đầu tôi gắn vào. Đã nhận được các bạn. Và tiếp tục bên này. Chúng ta cũng gắn tương tự. Bây giờ tôi khoanh vùng và render test. Tôi thấy tương đối hợp lý và đẹp rồi. Nhưng ở đây phần bung của chúng ta dường như hơi quá. Tôi sẽ giảm đi một chút. Các bạn nhấn M lên. Tôi chọn đối tượng này, nhấp nút vào. Chuột phải. Chọn map. Phần bung ở đây chúng ta sẽ kéo giảm xuống. 30 tôi cho 15 thôi. Và enter. Để cho đỡ độ gồ ghề hơn. Tiếp tục chúng ta ốp vật liệu khác. Tôi sao chép nhanh vật liệu này. Cứ ship. Và nhấp nút vào bitmap. Các bạn bấm vào đường dẫn này. Tôi sẽ chọn loại gỗ trắng này. Và tương tự phần này, tôi sẽ chọn phần bung của nó. Ok. Chúng ta chọn vật liệu, hiển thị nó lên. Và chọn các đối tượng khác gắn vào. Các bạn chọn bậc. Và chúng ta gắn vật liệu. Tiếp theo những cái chân ghế này. Các bạn chọn hai ghế này nữa. Cần chuông chọn thêm. Nhấn Alt Select Quy, hiển thị mỗi nó thôi. Sau đó chúng ta ẩn đối tượng này xuống. Các bạn vào Group, Open. Và chọn những cái chân. Rồi gắn vào. Cái chân còn lại tương tự các bạn gắn tiếp. Sau đó chúng ta tắt hộp phải đi. Và các bạn hiển thị lại cái khung render này. Chúng ta sẽ tiếp tục test ở đây. Các bạn nhấn render thì mà tính. Ở đây chúng ta sẽ hiện lại các đối tượng. Các bạn chuột phải vào. Các bạn ẩn hai ô. Và bấm test lại. Tôi thấy cũng tương đối đẹp rồi. Bây giờ tôi tắt hộp phải này đi. Và chúng ta hoàn thiện nhanh cái đối tượng bên trong nội thất. Tôi nhấn Alt Tab kép. Các bạn nhấn PZ. Nhấn Shift F. Ví dụ như cái này. Chúng ta chọn, nhấn M lên, gắn vật liệu nhôm vào cho nó. Chọn vật liệu nhôm, gắn vào. Tiếp theo những cái gối này, tôi có thể xử lý nhanh. Chọn kính ẩn tạm đi. Các bạn chọn gối này. Kéo lên. Sao chép cái ốp mình này. Đổi màu, tôi cho màu cam. Ok. Và tôi gắn vào. Hiển thị lên. Tiếp tục có thể là hai cái bên này nữa. Open. Tôi tiếp tục gắn. Và đây cũng một bức tranh. Tôi đã chọn cái tranh này. Tôi sẽ kéo nhanh vật liệu ra. Nhấp nút vào. Tìm những cái tranh. Các bạn chọn vật liệu. Hiển thị lên. Tôi xóa cái phần bung này đi. Và gắn vào bức tranh. Bây giờ đến cái thảm, ta cùng nhau chọn này, ta xếp xuống và nhấp nút vào. Tôi chọn đến cái thảm và cũng hiện nó lên, gắn vào luôn. Đây là cái thảm của chúng ta. Đây chúng ta còn một vài cái đèn, các bạn chọn hết đèn. Chúng ta gắn inox hoặc nhôm cho nó cũng được. Tôi gắn nhôm cho nhanh. Các bạn bấm vào nút này, gắn vào. Vậy là ok. Ở đây chúng ta có cái cục đèn này. Các bạn chọn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng vật liệu phát sáng. Ở đây chúng ta có Very Light. Các bạn chọn. Nhấp nút hai lần vào. Check vào ba dấu này để hiển thị đẹp hơn. Tôi có thể cho lên 8. Enter. Bây giờ các bạn bấm gắn vào cho tôi. Nó sáng tưng bừng rồi các bạn. Tôi chọn đối tượng này. Bây giờ mình có thể vào Edit. Chúng ta Invert. Và mình gắn gỗ vào cho nó cũng được. Tôi thích cái gỗ đậm hơn. Gắn vào. Đồng ý luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem mình còn thiếu cái gì nữa không. Có thể cái cây này chúng ta sẽ hoàn thiện luôn vật liệu cây này luôn. Ở đây cái sàn này. Mình cũng có thể nhấn M lên. Gắn gỗ này vào. Ấm cúng hơn. À, ok. Còn tường chúng ta sẽ để nguyên. Đây các bạn chuột phải nhấn lần 2 ô. Tôi thấy rằng ở cảnh này đèn Very Light chúng ta chưa hẳn hợp lý lắm. Tôi tạm thời tắt đối tượng này đi. Các bạn nhấn PZ. Và chúng ta chọn lại cái đèn này. Nếu chọn phải kính các bạn chuột phải ẩn đi. 2. Tôi chọn đối tượng này. Chọn bên trong. Các bạn chọn đến phần detect.
Chúng ta tách đối tượng này ra. Ok. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một trường hợp đặc biệt của đèn V-Line. Các bạn chọn đèn, chọn về đây, V-Line. Chúng ta chọn đèn dạng mesh. Tôi bấm Double Size. Và bấm vào phần Affect Direction để nó đỡ ảnh hưởng tới các đối tượng phản xạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhấn Alt+Q. Chúng bấm lại. Tôi chọn một đối tượng ở đây. Bây giờ các bạn chuột phải nhấn Ctrl chọn thêm hai đối tượng. Chúng ta chọn đối tượng đèn chúng ta vừa đi tắt. Các bạn nhấn Alt+Q. Tôi chọn đèn này. Bạn qua đây. Kéo xuống phần dưới cùng. Pick này và tôi pick cái đèn này. Sau khi pick xong thì đối tượng này chúng ta là đối tượng tự phát sáng. Ở đây thông số tôi để mặc định là 30. Và tôi hiện lại các đối tượng. Các bạn nhấn C. Chúng ta chuột phải vào. Lấy lại cái cảnh render trước. Bây giờ chúng ta sẽ render lại vùng đèn mà thôi. Xem nó có đẹp hay không. Và chúng ta cùng nhau bấm render. Tôi thấy đẹp hơn rồi nhưng cường độ còn hơi yếu. Tôi có thể tăng lên 80. Và chúng ta khoanh vùng render lại. Rất đẹp rồi các bạn. Vậy là đèn chúng ta đã ổn áp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ốp vật liệu cho cây. Các bạn nhấn M trên bàn phím. Cây là một đối tượng vật liệu có sẵn. Nó đã có sẵn thư viện đi kèm. Các bạn vào đây. Open lên. Và chọn cây. Bây giờ chúng ta tạo một view mới. Ok. Các bạn kéo. Thả. Bây giờ các bạn chọn cây và ốp vào thôi. Vậy là đã nhận vật liệu rồi.